chống hàng giả dịp cuối năm, người tiêu dùng là mắt xích quan trọng. Cuối năm luôn là thời điểm gia tăng các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại nóng nhất trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên Đán. Để bảo vệ thị trường lành mạnh, chia sẻ với báo chí, ông Tạ Đình Dũng, Phó cục trưởng phụ trách cục quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng sẽ siết chặt công tác quản lý, triển khai nhiều giải pháp mạnh nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động sản xuất trong nước. Siết chặt kiểm tra, kiểm soát trên môi trường thương mại điện tử. Từ đầu năm 2021, cục quản lý thị trường tỉnh đã ban hành quyết định thành lập tổ thương mại điện tử do đội quản lý thị trường số 1, đội cơ động của cục quản lý thị trường Thái Nguyên giữ vai trò nòng cốt trong lĩnh vực này. Tính đến giữa tháng 12 năm 2021, cục quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 1.772 lượt vụ, trong đó xử lý 1.562 vụ, tăng 121 vụ so với năm 2020, thu nộp ngân sách nhà nước 6,9 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cả năm 2020. Trong đó xử lý gần 100 vụ việc liên quan đến thương mại điện tử. Dự báo, thời điểm giáp Tết, lưu thông hàng hóa sẽ tăng, cùng với đó là những hành vi vi phạm hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Do đó, cục quản lý thị trường Thái Nguyên đã tham mưu cho ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh ban hành kế hoạch cao điểm tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành. Phó cục trưởng phụ trách Tạ Đình Dũng nhận định, trong công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, vai trò trách nhiệm của người tiêu dùng là rất quan trọng. Lãnh đạo cục quản lý thị trường khuyến cáo, người tiêu dùng nên hình thành thói quen mua sắm, tiêu dùng hàng hóa từ những cơ sở kinh doanh có uy tín trên thị trường, chỉ mua hàng hóa sản phẩm có đầy đủ nhãn mác, thời hạn sử dụng.